23 thường niên 5B. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Isaiah chương 35. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ. Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai và người câm sẽ nói được. Vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa và suối nước sẽ chảy ra chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 145. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị bức. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa nâng đỡ những nhà người mồ côi quá phụ và làm rối loạn đường nẻo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-on hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Bài đọc 2. Trích thư Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ chương 2. Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta. Anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng, lại cũng có người nghèo khó đi vào áo sống dơ bẩn. Nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này. Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: Còn anh đứng đó, hoặc anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi. Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến, xin hãy nghe, không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian để nhờ đức tin họ trở nên giàu có và được hưởng nước người đã hứa cho những kẻ yêu mến người đó sao? Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gioan chương 1 câu 14 và 12b. Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 7. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tiro qua Sidon đến gần biển Galilea, giữa miền thập tỉnh,
Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, người thở dài và bảo Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ. Và anh nói được rõ ràng, Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.